đầu cô sẽ thả cá vô rồi. Chưa chín hả cô? Dạ, cô nhìn sao mà biết chưa chín cô? Dạ, cái thịt chưa mềm cô ha. Dạ. Ai ơi, đầu dưới khứa luôn quý vị. Đầu dưới khứa nè. Dạ. Canh chua nè, cá kho, và kèm theo đó là một dĩa rau. Canh bí mà cô nấu với mồng tơi hả con? Dạ. Thường thường con thấy là canh bí người ta nấu bí riêng, còn này là cô nấu hai loại luôn. Hai loại, tại khách ở đây người ta thích cái gì á, có rau gì. Dạ, tức là khách thích rồi yêu cầu cô hay sao con? Dạ. Dạ. Đây là mồng tơi là cô lấy những cái độc non đó quý vị. Dạ. Thì nấu chung với thịt bằm á con. Thịt bằm. Dạ. Cho thấy là một cái cách nấu mà bí với mồng tơi vậy. Dạ. Thì cái này bí là tại sao? Thì mình ăn nó bổ não, còn mồng tơi thì ăn tốt cho xương khớp. Cái dạ. Tốt. Mồng tơi là tốt cho xương khớp cô dạ, ha. Đúng rồi. Tức là mồng tơi nó có chất nhờn hay sao con? Đúng rồi. Dạ. Thì cô chia sẻ là hai loại này là ăn chung với nhau là rất là tốt. Rất là tốt cô ha. Dạ. Dạ. Đây nãy vị đây là một cái nồi canh mồng tơi với bí nè, tàn với thịt bằm. Với thịt bằm. Dạ. Dạ. Nóng, đồ ăn nó sẽ nóng hoài đúng không? Dạ. À. Đây là cô đổ ra những cái khay nè quý vị. Ở dưới cái khay này thường thường là sẽ có một cái hệ thống để làm cho nó nóng đồ ăn đó quý vị. Dạ. Đây. Dạ. Yeah. Wow. Rồi đây là hấp dẫn. Dạ. Dạ. Còn bên đây là cá tra kho khớp. Cá tra mà cua kho khớp hả con? Ờ, cá tra kho thơm đó rất là ngon. Đó là cái đó là tại sao mình lại kho với khớm con? Tại khớp thứ nhất là nó thơm, nó dễ ăn. Dạ. Yeah. Nó ngọt hả cô ha. Ngọt. Còn bên đây là điêu hồng kho cà. Điêu hồng cua kho với cà đó quý vị. Thịt ba rọi. Dạ. Yeah. Cà chung với thịt ba gọi luôn. Dạ, nhìn cực kỳ là hấp dẫn chứ. Cà chua nó có hậu chua chua ngọt ngọt. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là sườn răm mặn. Cho thấy là cô làm sườn là... cộng đó quý vị, uy tín luôn á. Đây là gà kho gừng. Dạ. Đây là kho gừng. Đây là canh mồng tơi nấu với bí. Dạ. Đây là cá chê chiên với món gừng. Dạ, wow, cá chê cô chiên con nào con nấy là chất lượng luôn quý vị. Dạ. Một phần là nửa con hay gì con? Phần là nửa con đi anh. Dạ. Còn bên đây là cá tra muối xả, cá biển muối xả. Dạ, cá tra cá biển muối xả cô ha. Dạ. Rồi. Đây là cơm sườn hả con? Dạ. Ồ, cơm sườn là cô có ngâm rau chua và đậu xào luôn quý vị, hai loại luôn á. À, nói chung là rất là thích hợp cho những vị khách mà mình thích ăn gọi là rau chua hay là đậu xào luôn. Một hộp sườn là nhiêu tiền hộp cô? 20-25 tùy theo khách yêu cầu. Tức là dao động khoảng 20-25 cô ha. Dạ. Dạ. Đây một hộp sườn là hai loại quý vị, đồ xào và đồ chua luôn. Mà giá dao động chừng 20-25 ngàn. Có trứng khìa nữa. Dạ, có một cái trứng khìa luôn. Kèm theo đó là một bọc nước súp nha. Ở đây ngoài phục vụ cơm phần cho khách đó, thì cô buổi sáng còn bán cơm sườn nữa cô ha. Dạ. Một phần là một tô canh nè quý vị. Và một đồ mặn. Đây là cái khẩu phần mặn nè quý vị. Đây là một cái cá điêu hồng kho cà đó quý vị. Đây. Tô canh là một phần đó. Vậy là một phần, phần là nhiêu tiền cô? Dao động từ 25 đến 30. Anh ra chờ tính tiền quay anh hả? Dạ. Đây quý vị, đây là cái khẩu phần cá trê nè quý vị. Đây là nửa con luôn á, tàn chén nước mắm nè. Kèm với dĩa rau sống. Wow, có dĩa rau sống luôn hả chị? Rồi. Dạ. Dĩa rau này là tặng thêm chị ha. Dạ, đúng rồi. Wow. Dĩa rau tặng thêm.
Canh chua. Cái canh chua ở đây làm như là cô làm nước me ha. Thấy cái nước già dạ, cái nước. Làm bằng nước me nguyên chất gì đó đâu. Đây vị, đây là cái khứa cá này quý vị. Toàn ơi. Hạt tiêu. Hấp chẳng thiệt luôn á. Ăn chung với một cái khẩu phần gì nè quý vị. Cá kho canh chua trên. Ngay đậu trước. Ủa sao mà cái khẩu phần mình dao động từ 25 đến 30 ngàn là sao cô là người ta muốn ăn đồ ăn nhiều. Dạ. Yeah. Đây là cái số lượng cơm nó rất là khủng quý vị. Nên là chỉ là phải dùng cái cây xới nè. Chỉ là phải xới lên thường xuyên luôn á. Đây nè. Cây xới ở đây là quý vị nhìn là quý vị tưởng đâu là dạ, yeah, giống như là cô gái miền Tây mà đang chèo chuồng với đó quý vị đây nè, cho em mượn cái gì. Rất là bự luôn đó. Thì bắt đầu là chị sẽ múc những phần cơm thào cơm sẵn cho khách đó quý vị. Tại vì ở đây cho thấy là chút xíu nữa là lượng khách sẽ cực kỳ đông, bởi vì chị phải là sọt trước. Đây là 15.000 cá đưa hồng co cà quý vị. Về nhà em khỏi lấy đũa hũ cho chị nha. Khỏi lấy đũa là hũ này về nhà mà. Được con chính mình được không? Dạ. Yeah. Phút 30 giây á con. Phút 30 giây lột hết thau. Ủa sao cái màu hộp dịch mình con thấy làm như là nó sậm sậm ha. Đúng rồi. Đó con. Để mật ong vô vậy đó. Để mật ong vô luôn hả cô? Dạ. Wow. Thơm thiệt, thơm luôn quý vị. À, tô canh chua trụng cho khách nè quý vị. Toàn ơi, cái nồi canh chua kìa, quá hấp dẫn luôn. Canh chua ở đây là cô nói là nấu với me hả cô? Me. Dạ, toàn quá xá nè quý vị. Này, lúc này lượng khách cũng lai gai quý vị. Đây nè, cô trụng tiếp nè quý vị. Này chưa được 11 giờ mà lượng khách rất là tấp nập quý vị. Đây. Thường là quý khách ăn canh chua rất là nhiều, canh chua với đồ kho quý vị. Đây tiếp tục là một tô canh chua. Cô đã soạn sẵn rồi đó quý vị. Sẵn chị đang khách vô yeah. Làm cho nó lẹ. Đợi mà khách vô là trụng mới cô ha. Yeah. Đây ngoài sau là còn cũng rất là nhiều vàng quý vị. Đây nguyên cái khu vực ngoài sau luôn. Rất là thoáng mát. Cô chú cũng như là bị bắt. Cô là cô nhà ở gần đây luôn hết gì cô? Ở Hà Tiên. Ở Hà Tiên hả con? Ủa sao mà cô chạy ngang đây rồi cô ghé ăn luôn hả con ha? Đi hút thuốc. Dạ, đi hút thuốc hả con? Đi hút thuốc Bình Pháp á. Bình Đồng Tháp. Dạ. Chỗ thầy Sông Âm á. Dạ. Là... Dạ con cũng có nghe nói. Bên đó YouTuber qua đó quay nhiều lắm á. Dạ. Ở đây cô với chú đi hút thuốc về quý vị. Rồi chạy ngang ngã ba Lộ Tẻ rồi ghé ăn cơm luôn cô ha. Dạ. Ở đây tại vì cái không gian ngoài là một cái quốc lộ lớn. Nói chung là lượng khách cho thấy là lượng khách quen và khách vãng lai ăn cũng rất là nhiều. Đây đây thì có mấy chú công nhân cũng trong cái giờ cơm quý vị. Đây thì cô chú là kêu hai phần. À, chú không ăn canh là chú ăn bổ sung với đồ xào. Thì quán vẫn tính là 25.000. Dạ. Yeah. Kèm theo đó là có dĩa rau luôn quý vị. Cô ghé đây ăn được mấy lần rồi cô? Một lần hả cô? Không, cái cảm nhận mà khi cô ăn lần đầu tiên cái quán cơm ở đây thì theo cái cảm nhận cá nhân của cô thì thấy sao cô? Ngon. Ngon hả cô ha? Ở đây thì cô ăn gì là cô thích nhất cái món nào trong cái canh chua với hai món dưới này thôi là ngon hả? Dạ, ở đây cá tra khô khớp. Hôm qua chưa ăn. Canh chua ở đây con cũng thấy kho sắc sảo cô ha. Dạ. Cô đây thì cô rất là thích ăn cá tra kho khóm đó quý vị. Cô cho hay là rất là ngon.
Con chúc cô với chú ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đây vị, đây là quán là nằm kế bên cái trạm thu phí luôn. Để ông tôi phố quay cho quý vị xem nè. Bà con thường gọi là trạm thu phí lộ tẻ đó quý vị. Tại vì khi mà hướng Long Xuyên mình đi xuống đây á, mình chạy thẳng á là sẽ quẹo về, quẹo phải là sẽ về lộ tẻ Gạch Giá quý vị, còn chạy thẳng là về Cần Thơ. Đây. Đây là quán nằm sát bên trạm thu phí luôn quý vị. À, cái lượng khách cho thấy là từ ở đây rất là nhiều cái công ty, công nhân. Rồi kèm theo đó là lượng khách ngoài quốc lộ quý vị. Những vị bắt tài xế rồi đó, xe tải cũng ghé đây để ăn. Cũng như là quán ở đây thì bán cho thấy là rất là lâu năm. Này cũng khẩu phần cá tra chiên cũng gần hết rồi quý vị. Chú chắc làm bên thợ sơn quý vị. Chú làm bên thợ sơn hả chú? Dạ. Giờ này nghỉ trưa ăn cơm chú ha. Thường ngày có ăn cơm ở quán thường không chú? Dạ. Dạ, mối ở đây hả chú ha? Dạ. mối ruột của quán quý vị. Này quán ở trong còn cái không gian ở trong nữa quý vị. Tức là còn những không gian trống ở trong ngồi rất là thoáng mát. Đây cái cây xới cơm quý vị nhìn tưởng đó là cái cây dầm không quý vị, rất là bự luôn. Dạ.